Xin chào tất cả các bạn, nay em đang quay feedback của một bạn Thu Diệu Nguyễn nhé. Bạn này thì điều trị từ năm 2016 mà nay em quay để cho mọi người thấy nhé. Bạn Diệu này thì mình không có cái hình ảnh mà lúc đầu tiên bạn bị mụn và bắt đầu bạn sử dụng mụn. Mình chỉ có những cái hình ảnh mà khi mà da bong thôi nha. Thì mụn thì không lên nữa chị, chỉ có thâm thôi hà, mà bong da bao lâu mới hết. Đây mình sẽ kéo xuống để các bạn thấy bong da này. Bạn Thu Diệu này thì nằm ở nhà thuốc nha các bạn. Bạn bán thuốc khi bong da này. Nói chung là kéo dạ đỏ lên chị, bao lâu mới hết chị? Em thấy không bong nhiều nữa nhưng đỏ. Thì các bạn ơi, khi mà các bạn bôi thuốc ấy, khi mà da khô tới giai đoạn nhất định, da sẽ bắt đầu bong da nha. Mà khi bong da sẽ đỏ và ngứa nhiều lắm đấy. Thì anh em kéo nhanh xuống để thấy được cái độ bong da của bạn này nè các bạn này. Da hôm nay bong nhiều chị, em có được lấy khăn lau mạnh không chị để tự rốt ạ? Thì khi mà bong da chúng ta lưu ý là để da tự khô, tự bong, tự tái tạo và tự rốt nha. Không có trà sát hay là làm mạnh để cho da nó bong nhiều. Bởi vì làm tác động đó làm da tổn thương và da của các bạn sau này sẽ không được đẹp ở đâu. Anh em kéo nhanh xuống để thấy nhá. Lúc này da bạn bong nè. Da cũng đỡ hơn, còn đỏ hai má thôi hà chị. Em thấy cũng còn hơi căng ra mà da không đều màu chị, có chỗ đỏ, chỗ hồng. Chỗ thì hơi sạm. Các bạn ơi, khi mà điều trị Anan á, khi mà chưa điều trị hết á, thì da của mình nó chưa có đều màu được đâu ha. Phải để khoảng sau khi điều trị xong rồi da đẹp ok, để khoảng 1-2 tuần da bắt đầu phục hồi thì da bắt đầu đều mặt, đều màu toàn bộ khuôn mặt nhá. Rồi mình kéo nhanh xuống đây. Sau khi điều trị ha, da họ này, da em hết rồi, tức là hết mụn rồi, nhưng mà nhìn đỏ, nhìn đỏ nhìn hơi đỏ một chút xíu. Khi mà sau khi bong da, da các bạn nó hơi đỏ ấy nha. Và sau khi chúng ta dưỡng da thì da sẽ trở lại trắng hồng nha mọi người. Đây, da có tình trạng bạn sau điều trị thể dục Alan hay ha các bạn ha. Rất là ok ha. Các bạn thấy là sau khi da bạn điều trị là da sạch mụn sạch thâm ha. Thì Anan sẽ làm những feedback tiếp theo để cho các bạn thấy được độ hiệu quả sau khi điều trị nha. Thì đây tất cả những hình ảnh là Anan mút ở trên fanpage và hệ thống web á, đều là khách hàng gửi hết, chứ bên Anan không có, không vì là cung cấp sản phẩm theo trên toàn quốc, cho nên là nhiều bạn ở xa không có trực tiếp đến được bên công ty An, cho nên là chúng ta sẽ được theo dõi và điều trị trên fanpage nha, nhắn tin và theo dõi hàng ngày. Thì An sẽ làm những feedback tiếp theo. Chúc tất cả các bạn có một làn da đẹp và khỏe nha.